Liên quan đến vụ cháy chung cư Bắc Hà Vodacom, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra vào chiều tối qua 25 tháng 5, thì chiều nay trao đổi với VTC14, Trung tá Trần Văn Hùng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 9 cho biết đã xác định được nguyên nhân của sự cố, tất cả xuất phát từ một cái đèn học. Trung tá Trần Văn Hùng cho biết, ngày hôm nay, lực lượng chức năng vừa hoàn tất khám nghiệm, điều tra nguyên nhân hiện trường. Theo đó, đám cháy xảy ra là do chập điện đèn học trong phòng ngủ của một căn hộ tầng 18. Hệ thống điện không đảm bảo đã khiến cho vụ hỏa hoạn lan rộng và ảnh hưởng đến nhiều căn hộ trong tòa chung cư. Bên cạnh đó, theo danh sách mà Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội công bố ngày 26 tháng 4, thì tòa nhà Bắc Hà Vodacom do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vodacom làm chủ đầu tư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cụ thể là hệ thống báo cháy tự động, ngăn cháy không đảm bảo, vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy và bị xử phạt số tiền là 1,6 triệu đồng. Theo số liệu từ báo cáo cho thấy, chung cư Bắc Hà Vodacom chỉ là một trong gần 40 chung cư thương mại thuộc quận Hà Đông không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.